Xin chào các bạn, AK Shop gửi bạn video về dòng xe Winner V1. Với video này sẽ là bộ sản phẩm gương cầu LED Kenzo, đầy đủ cái tính hiệu Godfire cho các bạn. Thì với dòng Winner này các bạn có nhiều giải pháp để bạn chọn để hỗ trợ cái việc chiếu sáng khi bạn di chuyển ban đêm. Thì các bạn hãy chọn là lắp thêm trợ sáng, hoặc các bạn lắp tăng sáng mạch đèn chiếu sáng, hoặc các bạn lắp gương cầu. Gương cầu thì có giải pháp là gương cầu sử dụng xenon, hoặc là gương cầu sử dụng là gương cầu LED. Thì với xu hướng thời điểm này là đa số anh em sẽ chọn giải pháp là gương cầu LED. Gương cầu LED với ưu điểm so với xenon là nó sẽ sáng nhanh. Các bạn mở cái là sáng tuyệt đối liền. Nó không có xenon, xenon sẽ có hiện tượng là bị chờ. Các bạn phải chờ nó đủ cái thời gian nó kích lên phát sáng tối đa của ống xenon. Đó nên khi các bạn bắt xin của phần xenon á, nó không hiệu quả bằng gương cầu LED. Và cái phần gương cầu LED thì nó sẽ lượng điện tiêu thụ nó sẽ ít hơn so với xài xenon. Đó. Là nó không có hiện tượng là nóng chó vàng, nóng cái bầu không khí nhiều giống như là xenon. Nên đấy thì hiện tại đa số anh em sẽ dọn giải pháp là sử dụng gương cầu LED. Thì gương cầu LED thì cũng có nhiều sản phẩm trên thị trường, và bên mình hiện nay đang làm nhìn dòng sản phẩm của gương cầu LED là Kenzo. Thì nó cũng có nhiều sản phẩm nha các bạn, Kenzo HB4 hay là Kenzo K98 hoặc Kenzo ZX2, tùy theo mỗi chó đèn khác nhau thì mình sẽ có cái lựa chọn gương cầu để nó vô kích cỡ vừa, và tùy theo cái phù hợp với túi tiền của mỗi anh em, nó sẽ có những cái lựa chọn để các bạn chọn lựa nâng cấp cho chiếc xe của mình để có được một cái bộ đèn chiếu sáng tốt, hiệu quả để các bạn di chuyển trong đêm và di chuyển đường xa. Thì Winner, như bạn thấy đây, mình làm thêm cái hiệu ứng đèn vòng màu trắng và cái mắt quỷ bên trong màu đỏ cho thêm đẹp mắt. Thì cái đèn vòng The Mi, đi hay tín hiệu The Mi các bạn đó, bật tắt The Mi là sáng như thế này. Nhiều anh em mình biết là anh em nhiều khi các bạn lắp gương cầu người chỉ để vô thôi, còn bên mình làm cho bạn luôn cái chụp si bên trong, làm kín được cái những cái phần trong sau của gương cầu cho đẹp mắt. Nó chỉ để lộ là cái phần lúp bên phía trước thôi, cùng với phần đèn vòng như thế này. Phần đèn vòng thì cũng có nhiều màu để các bạn chọn, trắng, đỏ, xanh dương, xanh lá, tím, vàng. Tùy theo nhu cầu mỗi người mình sẽ có từng cái màu phù hợp để các bạn kết hợp. Về phần điện đương nhiên mình phải xử lý lại các bạn. Nếu dòng xe Winner này không xài không có xài điện 12V trực tiếp công tắc đâu, bắt buộc phải xử lý lại phần điện để làm cho các bạn cái phần điện cấp vô cái gương cầu là 12V. Rồi giờ mình sẽ test cái phần ánh sáng nha các bạn. Chấm ơi. Chào. Bây giờ mình test ánh sáng cho bạn xem trước nha. Có pha dưới vaccine rồi. Các bạn đợi mình sẽ vaccine đá đèn với các pha luôn nha các bạn. Đây là vaccine nè các bạn. Đó. Để mình cho người nhấn tắt vaccine cho bạn xem. Đó. Rồi mở đèn. Đây chế độ code nè các bạn. Đó, mình để cái lái ra ngay lại. Ok. Rồi chùm sáng code nha các bạn. Đó. Rồi mở pha lên. Đó. Mở pha là chùm sáng sẽ cao lên. Lên sáng pha. Rồi mình hạ về code. Đây các bạn thấy rõ. Đó, độ sáng thì các bạn chơi gương cầu LED Kenzo là rất là yên tâm về cái phần độ sáng để các bạn di chuyển. Đây là cái thương hiệu sản phẩm gương cầu LED mà hiện nay cũng được khá nhiều anh em tin tưởng và chọn lắp đặt cho chiếc xe của mình. Dòng Winner thì các bạn lắp 2 cây hoặc 1 cây cũng được, tùy theo mỗi người và tùy theo cái khả năng tài chính của mình. Những dòng xe khác cũng có thể lắp đặt luôn ngay starter rồi. Như mình đã nói thì gương cầu LED nó có rất nhiều dòng để bạn chọn. Và những anh em ở xa thì các bạn có thể tháo rời chó đèn gửi lên và phải tìm thợ. Tìm thợ mà biết điện tí xíu để xử lý cái phần điện như các bạn khi mà shop gửi đèn về. Thì cái phần xử lý điện phải xử lý trên xe nữa để chuyển qua điện 12V thì có hai vaccine đã đèn được các bạn. Và bạn tham khảo thêm nhiều sản phẩm với dòng xe Winner hoặc những dòng xe khác tại Facebook và YouTube. Thời gian làm việc của shop là 9 giờ sáng đến 6 giờ 30 tối. Ngoài thời gian trên các bạn hãy để tin nhắn của cuộc gọi nhỡ. Hôm sau bên shop để liên hệ thì các bạn tư vấn báo giá, và có số điện thoại trên video này, các bạn cứ gọi trực tiếp sẵn số đó hoặc qua Facebook, Zalo. Trên YouTube mình chỉ để video bạn tham khảo sản phẩm, không có báo giá gì hết các bạn. Vui lòng gọi trực tiếp để có báo giá chính xác từng dòng xe và từng cái option để các bạn chọn. Cuối video này sẽ có thêm nhiều sản phẩm giới thiệu những
bộ đèn khác chơi thêm nhiều video với lại những sản phẩm khác dòng xe Winner, các bạn tham khảo thêm của video này. Video này xin kết thúc, xin cảm ơn và dành thời gian xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trên những video tiếp theo. Mọi người xin cảm ơn và xin chào các bạn.